Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn dịch vụ mới đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Đó là dịch vụ thay mới màn hình của Samsung Galaxy Z7 Bright tại di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến Samsung Galaxy Z7 Bright bị lỗi màn hình, lỗi cảm ứng, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể, chính xác nhất, thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới sửa chữa màn hình cảm ứng của điện thoại Samsung Galaxy Z7 Bright. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 0466750999. Đối với Samsung Z7 Bright thì hiện tại di động cao cấp.vn có dịch vụ thay kính này, thay cảm ứng, thay màn hình của Z7 Bright. Tất cả các lỗi liên quan đến màn hình của Z7 Bright, quý hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng 0466750999. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn cụ thể lỗi của màn hình Z7 Bright mà quý hàng đang gặp phải. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, nhanh nhất về màn hình của Z7 Bright để được giải đáp mọi thắc mắc đó. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình Samsung Galaxy Z7 Bright chính hãng đang được triển khai tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Samsung hàng đầu hiện nay.